Chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với lại Thái Lớn Toyota Anh Thành. Hôm nay Thái Lớn sẽ giới thiệu cho các bạn cái cách mà thay bánh xe cua. Mình sẽ làm clip này để cho các bạn trong trường hợp xấu nhất mà lỡ mà các bạn mà cho ai mượn xe, một cái người chưa bao giờ thay bánh xe cua, đi dọc đường có vấn đề gì, mình chỉ việc gửi clip này cho họ, họ có thể tự thay được bánh xe cua. Các bạn nên nhớ xe Toyota 7 chỗ Innova Fortuner là hai xe phổ biến nhất và cái cách thay bánh xe cua cũng giống nhau. Các bạn yên tâm ha, mình chỉ làm một cái các bạn có thể xài được cho hai loại xe. Máy xăng, máy dầu gì như nhau hết. Và nó cũng giống nhau về cái vị trí đặt con đội, vị trí đặt bánh xe cua, cái cách mình tháo bánh xe cua xuống. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu. Trước khi làm chúng ta cùng tìm hiểu coi vị trí nó đặt ở đâu. Đây là khâu chuẩn bị. Rồi. Ở đây các bạn thấy như đây là chiếc xe Toyota Innova. Vị trí đặt con đội nó cũng nằm ở phía bên góc sau bên trái. Rồi, đây là cái tựa đầu, chúng ta tháo tựa đầu ra. Tựa đầu này của cái hàng ghế sau cùng, người ngồi giữa. Ở đây có một cái khóa, các bạn dặn cái khóa này. Cái khóa này bình thường như vậy là đóng các bạn ha. Vậy là mở. Rồi, chúng ta nắm lôi ra thôi, giật mạnh ra thôi. Rồi, và đây là con đội, đây là bộ đồ nghề. Bạn thấy chưa ạ? Cái sự chuẩn bị quan trọng đó là các bạn nên để ý cái xe mình đang đậu trên hay là đường dốc. Rồi nha. Nếu là đường dốc thì chúng ta phải canh kê. Ví dụ chúng ta đang đậu đường dốc, đầu nó nghiêng lên hơn và xe bị bể thì chúng ta phải canh ở phía sau của cái bánh xe sau phải bên kia. Vì bánh xe này chúng ta phải tháo ra hoặc canh ở bánh trước nha, canh ở phía sau bánh xe. Còn trong trường hợp cái xe nó bị chúi xuống thì chúng ta canh ở phía trước bánh xe để đảm bảo an toàn khi các bạn đội cái xe lên thì nó không bị trôi xe. Các bạn nên nhớ điều này nhé. Rồi, giả sử bây giờ chúng ta cái bánh này chúng ta cần thay cái bánh xe cua phía sau bên tài này. Bây giờ cùng theo thái nha. Rồi. Đó. Rồi, đây. Ê, con đội này chúng ta dặn ra. Dặn ngược chiều cái đồng hồ các bạn nhé. Và chúng ta lấy con đội ra một cách nhẹ nhàng. Rồi, các bạn thấy tại sao chúng ta dặn ra? Khi ta để vô thì chúng ta dặn lên cho nó cái này nó đôn lên. Và nó nén lại, nó giữ chặt lại. Chúng ta lấy ra thì chuẩn bị chúng ta dặn cho nó nhả con đội. Nó xẹp xuống và chúng ta lấy ra một cách dễ dàng. Bộ đồ nghề của tất cả bộ đồ nghề trong cái túi đồ nghề của xe Innova này các bạn cùng xem. Rồi. Một cái chìa khóa, cái này để chìa khóa 10 và khóa 8. Chìa khóa nhìn chìa khóa này là chúng ta đón nhà sản xuất muốn cho chúng ta chỉ để tháo cọc bình, hai bình điện đồ, những cái việc đơn giản nhỏ. Túi nơ vít. Và đây là cái tiếp tháo lốp. Tiếp tháo lốp dùng để tháo bánh xe. Ví dụ. Đây. Các bạn thấy không ạ? Đây, cái khâu này quan trọng nhất. Cái khâu này là dùng để chọt vô đây để dặn bánh xe cua xuống hoặc là móc vô trong cái con đội này để chúng ta xoay con đội lên, đúng không ạ? Rồi, còn lại là hai cái khâu này chứ chẳng qua là để nối dài ra mà thôi. Các bạn có thể nối nó dài ra. Rồi, các bạn có thể nối nó dài ra. Khá là dài đúng không ạ? Rồi, đây chúng ta bắt đầu tháo thử bánh xe cua các bạn xem. Rồi, bên trong này như nãy mình nói là có cái một cái lỗ giống như vậy, nhưng mà nó khác cái này nó có xẻ rãnh. Mình coi cái rãnh nó đang nằm dấu quyền hay dấu sắt, đúng không ạ? Rồi, chúng ta đưa cái móc này vô cho nó ăn khớp với nhau và chúng ta dặn xuống mà thôi. Đây, giống như Thái quen tay để vô cái là dính, không ạ? Rồi, còn lại là chúng ta đưa cái này vô. Rồi. Các bạn lưu ý nha, chúng ta để cái thế là chúng ta dặn ngược chiều hồi, cho nên ta để cái thế xuyên xuyên vậy, ngay cái thế nè. Chúng ta mở rất là dễ. Nhiều người không biết để như vậy. Và đứng vậy thì không có thế. Cái này là không có thế ha, cái này là không có thế. Rồi. Rồi. Và đây. Rồi. Các bạn thấy nhẹ nhàng không ạ? Các bạn có thấy bánh xe cua nó hạ xuống không? Các bạn quay cho đến khi nào mà nó cái cọng dây này nó trùng xuống các bạn ha, thì các bạn mới lấy cái dây này nó trùng thì các bạn mới lấy cái bánh xe cua ra được. Rồi, chắc ăn các bạn quay hết tầm luôn đi. Rồi, hết tầm rồi đó. Rồi, nó rút ra nhẹ nhàng thôi. Ở đây. Rồi, các bạn thấy chưa? Và việc còn lại là chúng ta lấy bánh xe cua ra. Đúng không
Rồi các bạn nên, tại sao chúng ta phải quay hết tầm, thì khi chúng ta quay hết tầm thì chúng ta mới còn cái độ trùng của cọng dây gì đó, chúng ta dở này lên để chúng ta lòn qua cái lỗ này, đúng không các bạn? Chúng ta lòn qua cái lỗ này, và khi chúng ta bỏ vô, chúng ta bỏ vô thì chúng ta cũng phải bỏ như thế này, dạ, đúng không ạ? Thì chúng ta lấy ra rồi. Và mình muốn cho các bạn xem cái cấu tạo của cái lỗ này nhân cái lúc mà bánh xe cua đã được tháo ra. Đây. Các bạn thấy không ạ? Đây. Đây là chúng ta lăn bánh xe cua về ngay gần cái bánh mà chúng ta cần phải thay. Rồi, công việc đầu tiên là chúng ta nới các bánh xe ra các bạn nhé. Để tránh trường hợp là khi chúng ta đội cái xe lên xong rồi chúng ta nới không được, bởi vì bánh nó hỏng và nó xoay. Rồi. Rồi. Và khi nới là các bạn lưu ý nới theo đường chéo, giống như chúng ta vẽ ngôi sao vậy đó. Rồi. Rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ kê con đội cho chúng ta đội lên. Do vị trí đặt con đội ở bên trong này nó cao hơn cái này rất nhiều, cho nên chúng ta dặn tay lên trước. Đã được kê vào đúng vị trí của nó. Ở đây chúng ta chỉ cần đưa cái móc này vào. Ở đây chúng ta quay bánh xe lên. Rồi. Hiện giờ thì các bạn thấy bánh xe đã hỏng khỏi mặt đất. Và vì còn lại chúng ta nới các con ốc ra và chúng ta lấy bánh xe ra và chúng ta thay bánh xe này vô. Khi các con ốc đã được nới rồi thì các bạn không cần phải nhớ là tháo ốc theo hình ngôi sao ha. Đơn giản thôi. Các bạn nên kê cái đầu gối này tựa nhẹ vô để tránh trường hợp cái bánh xe nó bung ra hơi khó. Rồi. Rồi. Mình không bị gì phải rinh hết các bạn ha, mình chỉ lăn nó đi thôi để bánh xe xuống. Ở việc còn lại chúng ta thay bánh xe này lên. Đây các bạn thấy đơn giản không ạ? Và chúng ta siết lại, gá ốc lại. Cái này có người gọi là con tắc kê không mà ha, nó là con ốc, có người gọi là tắc kê. Mình cũng nên biết một số cái từ để mà trong trường hợp mà ai đó nói mình hiểu. Liên quan tới tắc kê này á, và chiều dặn của tắc kê thì trên xe du lịch mình nói luôn, có một số anh xe tải lại hỏi là với cái bánh xe ở bên, với cái bánh xe ở bên phải thì dặn chiều nào, bánh xe bên trái dặn chiều nào đó. Thì về trên xe tải thì có một số tắc kê thì nó, một số xe thì nó, cái chiều dặn của con tắc kê này giữa bên trái và bên phải khác nhau, bởi vì tránh trường hợp là chống xoay. Còn với xe du lịch thì cái lực siết nó không lớn, cũng như là cái cấu tạo của con tắc kê này nó đủ đảm bảo là cái việc chống xoay, cho nên là nó chỉ có một chiều dặn mà thôi. Các bạn lưu ý siết tất như tất cả những con ốc bình thường, theo nguyên lý vặn nút chai, tức là ở bên trái với bên phải đều giống nhau, là dặn vô là dặn theo chiều kim đồng hồ, và mở ra thì mở ngược chiều kim đồng hồ ha. Rồi chúng ta nới nhẹ vô ạ. Rồi, và việc còn lại là chúng ta hạ cái xe xuống và chúng ta siết chặt là hoàn thành. Rồi, khi hạ xe xuống thì chúng ta dặn ngược lại cho cái này nó xẹp xuống. Các bạn thấy bánh xe bắt đầu dần dần hạ xuống rồi đấy. Rồi, bánh xe đã chạm đất. Và con đội đã hở khỏi cái sắc xi. Rồi. Đóng cái nắp này lại, đóng cái logo ngay cái nắp này lại nữa là xong. Các bạn lưu ý là cái nắp này nó không có liên quan gì tới cái chuyện mà tháo mở bánh xe hết các bạn nhé. Cái chụp này là chỉ chụp che lại cho đẹp thôi. Các bạn có thể quên cũng được, không sao. Nhưng mà các bạn không cần phải hình dung là cái nắp này nó liên quan tới cái này, làm cho vấn đề nó rối thêm. Trong trường hợp mà chúng ta bị bể cái bánh xe phía trước thì vị trí đặt con đội ở đâu? Cái này Thái muốn chỉ bạn thêm một vị trí đặt con đội nữa. Và đây là cái vị trí đặt con đội.
vị trí ấn độ khi mà bên phía trước trái và bên phải nó đối xứng nha, nên là như nhau, mình chỉ cần làm một cái thôi. Và chúng ta cùng đổi lên thử nha. Các bạn để ý thái quay coi có nhẹ nhàng không, và chúng ta quan sát bánh xe này nó có nâng lên được hay không. Các bạn yên tâm, chúng ta cứ nghĩ là đội việc thay bánh xe cua là cái gì đó ghê gớm, nặng nề, cực kỳ nặng nề. Tuy nhiên nhà sản xuất đã tính cho các bạn hết rồi, ngay cả phụ nữ cũng có thể làm được. Tới đây nó hơi nặng tí. Rồi, bánh xe đã hở rồi các bạn thấy không ạ? Rồi. Trong một số tình huống thì nếu như một số tình huống như cái mẹo đi đường ha. Mẹo đi đường là trong trường hợp mà các bạn, nhất là các chị nữ mà giữa đường bị bể bánh xe không biết làm sao, thì các bạn ít ra các chị cũng biết được vị trí con đội nằm ở đâu, làm như thế nào, và do tay yếu chân mềm các chị làm không được, thì các chị có thể đậu vào lề đường và nhờ một cái anh taxi nào đó, hoặc một anh nam nào đó, người ta làm giúp mình. Nhưng nếu như mà người ta làm giúp mình, nhiều khi người ta chưa tiếp cận, chưa làm lần nào, nhưng nhờ các chị coi clip này thì các chị cũng biết mà hỗ trợ cho các anh để cái xe mình nó được đội lên và thay bánh xe cua một cách an toàn, đúng không các ạ? Có một câu chuyện vui, ví dụ như trong trường hợp mà thay bánh xe cua vậy, chúng ta đậu ngay cái khu vực này, lỗ hang hay nắp cống gì đó, lỡ mà chúng ta rớt mất, hết bốn con ốc này, chỉ còn lại một con ốc, khi mà ráp cái bánh vô chỉ còn lại có một con ốc, thì chúng ta phải làm sao? Đó là trường hợp xấu nhất, trường hợp mà hy hữu nhất, đúng không ạ? Lỡ mà chúng ta rớt mất bốn ốc này thì còn có một con ốc, thì chúng ta phải làm sao? Liệu lúc đó chúng ta có tiếp tục được cuộc hành trình hay không, hay là chúng ta phải dừng lại và chờ ở dưới đây mua mấy con tắc kê gửi lên cho các anh chị? Các anh chị thử suy nghĩ xem. Chờ xem. Và bây giờ chúng ta gắn cái bánh xe đã hai ra, tức là bánh này bị bể lại. Có một điều lưu ý là các bạn nên để cái mặt mâm này nó dây lên phía trên ha. Có một số khách hàng không biết thay xong mà để ngược trở lại thì cái đó là sai. Để mặt mâm lên phía trên này, và chúng ta để bánh xe gần như thế này. Đây. Và cọng dây này chúng ta bỏ xuống. Bỏ xuống và chúng ta móc nó lên. Thì cái chốt này nó sẽ lọt vô một trong năm cái lỗ tắc kê này ha, để nó cố định lại. Và chúng ta cứ thế chúng ta quay cái này để nâng cái bánh xe lên mà thôi. Rất là đơn giản các bạn. Nói tới cái chốt này thì có một clip hay đã nói rồi, bây giờ nói lại nha. Thì cái chốt này tại sao người ta lại khoét một cái lỗ này? Khi các bạn móc vô đây thì cái chốt này nó hở lên phía trên. Và nếu mà chúng ta kỹ, chúng ta có con ốc sau ly gì đó, chúng ta chọt ngang qua, chúng ta dặn lại, thì đó là một trong những cái cách để chúng ta khóa bánh xe cua. Cái bánh xe cua Innova và Fortuner này rất là dễ mất. Có một số tình huống khách hàng đậu ở ngoài đường, và có những kẻ đạo tặc nó vô nó cắt và nó lấy cái bánh xe cua đi mà không biết. Các bạn lưu ý. Và các bạn công nhận những thấy là nhiều khi chúng ta lái cái xe 1-2 năm trời nhưng chẳng bao giờ chúng ta thay bánh xe cua, mà cũng chẳng bao giờ chúng ta nhìn thấy cái bánh xe cua. Các bạn cũng nên tập cái thói quen là hàng tuần, ví dụ vậy, hàng tuần hàng ngày chúng ta đi đâu đó, chúng ta đi ra phía sau xe để ý cái bánh xe cua chúng ta còn hay mất. Và để cho an toàn thì chúng ta sẽ dùng cái chốt nó chọt ngang qua đây. Rồi, đây chúng ta kéo cái bánh xe này lên. Rồi, cọng dây này nó hết trùng rồi. Tức là cái để an tâm là cái bát nó đã nằm trong cái vị trí cố định nãy rồi. Và chúng ta quay lên thôi. Và cũng như cái bánh xe thì chúng ta siết chặt nha. Siết chặt hết tay. Rồi, xong. Rồi, bây giờ chúng ta dọn đồ nghề, bắt đầu tiếp tục cuộc hành trình. Chúng ta xả đội xuống, bỏ vô, nhớ dặn chặt lại, chạy nó không có kêu. Ở đây chúng ta bỏ vô, kẹo vô. Rồi, cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.